Đoàn viên thanh niên tham gia tổ công nghệ số cộng đồng tại hơn 10.500 xã phường thị trấn được cung cấp thông tin về các chủ trương chính sách, pháp luật về chuyển đổi số, hướng dẫn cài đặt sử dụng nền tảng số, công nghệ số, kỹ năng số. Theo anh Ngô Văn Cương, Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, các buổi thông tin về vai trò của thanh niên tham gia tổ công nghệ số cộng đồng và tuyên truyền chuyển đổi số tới các đoàn viên và thanh niên tham gia tổ công nghệ số cộng đồng với mong muốn góp phần phổ cập thúc đẩy hỗ trợ thanh niên ở khu vực nông thôn miền núi vùng sâu vùng xa nâng cao nhận thức về chuyển đổi số và tích cực sử dụng ứng dụng chuyển đổi số trong sản xuất kinh doanh khởi nghiệp thông qua nền tảng số. Với đặc tính năng động, sáng tạo, nhạy bén với khoa học công nghệ, thanh niên được kỳ vọng là lực lượng đi đầu trong chuyển đổi số, làm chủ công cuộc xây dựng và phát triển trên mọi lĩnh vực trong tương lai. Với sự tham gia hướng dẫn chia sẻ của các chuyên gia công nghệ số tại Việt Nam, tôi hy vọng rằng cán bộ đoàn viên thanh niên tham gia trực tuyến sẽ được cung cấp thông tin về các chủ trương, chính sách, pháp luật của chuyển đổi số, xác định những nhiệm vụ cần thiết khi trở thành lực lượng nòng cốt trong các tổ công nghệ số tại các địa phương. Hôm nay, các đoàn viên thanh niên của hơn 1.900 đơn vị cấp huyện, xã thuộc địa bàn 8 tỉnh thành đoàn cụm đồng bằng sông hồng tham gia cập nhật thông tin trực tuyến về vai trò của thanh niên tham gia tổ công nghệ số cộng đồng và tuyên truyền chuyển đổi số